gần đây, Tiểu Thịt Tươi, những nam diễn viên trẻ của làng giải trí Hoa ngữ bắt đầu bị phàn nàn vì có sắc mà tài không cao. Chính vì vậy, các nhà làm phim lại bắt đầu gấp rút tìm kiếm những gương mặt mới, hội tụ cả hai yếu tố, đẹp trai và biết diễn. Hẳn nhiên giữa một rừng nhân tài, một số gương mặt đã lọt mắt xanh của những hãng phim lớn. Dưới đây là 7 nam thần mới đang được khán giả chú ý trên màn ảnh hiện nay. Thứ nhất, Đặng Luân. Đặng Luân sinh ngày 21 tháng 10 năm 1992 tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải chuyên ngành diễn xuất. Năm 2012, Đặng Luân tham gia bộ phim Không phải hoa cũng chẳng phải sương và nhận được sự chú ý. Cho đến nay, Đặng Luân đã góp mặt trong 12 dự án truyền hình, trong đó có 3 lần anh hợp tác cùng nữ diễn viên Tôn Di, gương mặt trẻ đang được chú ý. Vừa qua, Đặng Luân và Tôn Di đã trở thành cặp đôi được khán giả yêu mến khi cả hai cùng đóng góp trong bộ phim Bởi vì được gặp em, bộ phim truyền hình Hoa ngữ hot nhất tháng 3. Ngoài ra sắp tới, Đặng Luân sẽ còn trở lại màn ảnh nhỏ trong dự án như Hoa Lạc Tụng 2, Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện, Mùa Tốt Nghiệp. Thứ hai, Bạch Vũ. Bạch Vũ sinh ngày 8 tháng 4 năm 1990 tại Tây An, tốt nghiệp tại Học viện Hí kịch Trung ương. Gia tài phim ảnh tính đến thời điểm hiện tại của anh gồm 7 phim truyền hình và 1 phim điện ảnh. Bạch Vũ bắt đầu nhận được sự chú ý khi vào vai Tào Quang trong cả hai phiên bản điện ảnh cùng truyền hình của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Tiếp sau đó, khán giả lại càng có ấn tượng tốt về Bạch Vũ khi anh hóa thân thành Hàn Trầm, nam chính trong bộ phim truyền thể Truy Tìm Ký Ức. Với khả năng diễn xuất tốt, Bạch Vũ hiện đang lọt vào tầm ngắm của khá nhiều nhà sản xuất. Có một số tin đồn về vai diễn tiếp theo của anh sau Truy Tìm Ký Ức, nhưng phía công ty của Bạch Vũ vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Thứ ba, Bạch Kính Đình. Bạch Kính Đình sinh ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại Bắc Kinh, tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc trực thuộc Đại học Sư phạm Thủ đô. Khi còn chưa tốt nghiệp, Bạch Kính Đình đã góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Năm Tháng Vội Vã và nhận được sự chú ý. Tiếp sau đó, anh lại có cơ hội hợp tác cùng những đồng nghiệp trẻ như Dương Dương và Hồ Băng Khanh trong tác phẩm Thiếu Nữ Toàn Phong. Vừa qua, Bạch Kính Đình đã hoàn thành xong bộ phim Hạ Chí Chưa Tới với vai nam phụ. Phim dự kiến ra mắt khán giả trong quý 2 năm 2017. Hiện tại có tin đồn Bạch Kính Đình sẽ nhận vai nam phụ trong dự án truyền hình Bom Tấn Hoàng Quyền. Phim có sự góp mặt của hai gương mặt nổi tiếng bên địa hạt điện ảnh là Nghê Ni và Trần Khôn. Người hâm mộ Bạch Kính Đình hy vọng tin đồn này là sự thật, bởi lẽ Hoàng Quyền có thể giúp sự nghiệp của anh lên một tầm cao mới. Thứ tư, Trương Bân Bân. Trương Bân Bân sinh ngày 19 tháng 1 năm 1993 tại Giang Tô, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp cùng trường với Đặng Luân tại Học viện Hí kịch Thượng Hải. Hiện tại, Trương Bân Bân đang trực thuộc công ty quản lý gia hành Thiên Hạ của Dương Mịch cùng một vài tên tuổi như Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Vân Long. Hồi nhỏ, Trương Bân Bân đặc biệt yêu thích bóng đá. Lên cấp 2, anh bắt đầu học hát và nhảy, tham gia đóng phim từ năm 2015, nhưng cho đến khi đảm nhận vai KO trong bộ phim truyền hình Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Trương Bân Bân mới để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Mới đây nhất, anh có mặt trong bộ phim truyền hình hot nhất 2 tháng đầu năm 2017 là Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa với vai Ly Kính. Sắp tới đây, Trương Bân Bân sẽ trở lại với vai Tần Vương Doanh Chính trong dự án Lệ Cơ Truyện. Ở bộ phim này, anh sẽ nên duyên với mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngoài ra, Trương Bân Bân từng có dịp khoe giọng khi hát nhạc phim Tiểu Thời Đại và Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Thứ năm, Nhậm Gia Luân. Nhậm Gia Luân tên thật là Nhậm Quốc Siêu, sinh ngày 11 tháng 4 năm 1989 tại Thanh Đảo, từng là vận động viên bóng bàn. Năm 2011, Nhậm Gia Luân bắt đầu sự nghiệp ca sĩ khi tham gia một nhóm nhạc Trung Hàn và đảm nhận vị trí vũ đạo, rapper cùng trưởng nhóm. Năm 2014, anh trở về Trung Quốc rồi ngay lập tức được mời đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Thông Thiên Địch Nhân Kiệt. Sau đó, Nhậm Gia Luân còn góp mặt trong hai tác phẩm truyền thể là Chu Tiên Thanh Vân Chí và Truy Tìm Ký Ức với vai phụ. Đầu năm 2017, Nhậm Gia Luân gây ấn tượng mạnh mẽ qua bộ phim Đại Đường Vinh Diệu. Với bộ phim này, anh có cơ hội hợp tác cùng Cảnh Điềm. Sắp tới đây, Nhậm Gia Luân sẽ nên duyên cùng Tiểu Hoa Đán Dương Tử trong dự án Thiên Kê Chi Truyền Thuyết Bạch Xà. Bên cạnh đó, Nhậm Gia Luân vừa công khai tình yêu 5 năm của mình cùng bạn gái. Đây có thể coi là hành động khá quả cảm của một gương mặt trẻ đang trên đà nổi tiếng. Thứ 6, Tần Tuấn Kiệt. Tần Tuấn Kiệt sinh ngày 1 tháng 9 năm 1991 tại Hạ Môn, tốt nghiệp tại Học viện Hí kịch Trung ương. Năm 2006, Tần Tuấn Kiệt chính thức bước chân vào làng giải trí sau khi góp mặt trong bộ phim Hoàng Kim Giáp của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Tuy nhiên sau này, tên tuổi của Tần Tuấn Kiệt nổi bật nhờ địa phận phim truyền hình hơn. Năm 2016, anh tham gia tác phẩm Chu Tiên Thanh Vân Chí và nhận được sự chú ý qua vai Tằng Thư Thư. Đầu năm nay, Tần Tuấn Kiệt cũng công khai tình yêu với Lục Tuyết Kỳ Dương Tử. Ngoài ra, anh cũng vừa trở lại màn ảnh nhỏ qua bộ phim Đại Đường Vinh Diệu.
Sắp tới đây, nam diễn viên sinh năm 1991 sẽ còn tái ngộ khán giả với những dự án như Thiên Hạ Trường An, Long Châu Truyền Kỳ Chi Vô Gian Đạo. Thứ 7, Trịnh Nghiệp Thành. Trịnh Nghiệp Thành sinh ngày 26 tháng 8 năm 1993, bắt đầu bước chân vào ngành nghệ thuật từ năm lên 7 tuổi. Năm 2015, Trịnh Nghiệp Thành lọt vào mắt xanh của cư dân mạng khi đảm nhận vai Hách Mi trong phim truyền hình Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Trước đó, nam diễn viên trẻ từng góp mặt trong một số tác phẩm tiêu biểu như Mị Nguyệt Truyện, Anh Hùng Xạ Điêu Bạn 2014, Tuổi 17 Biết Đau, Hoa Thiên Cốt và Trường Ca Hành.